Kênh Ăn Lời Tây Cao Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú, quý anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn của anh Sang, địa chỉ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với anh Sang. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chào mừng lại đến với Lời Tây Cao Bonsai. Hôm nay em có lô hàng về giao lưu cùng bà con. Cảm ơn bà con đã hỗ trợ và xem kênh thời gian qua. Mặt hàng của em hôm nay là kim quýt cổ cây lớn, ổ ruby, mai chiếu thủy, trang lá chung, đinh lăng, dân dân thập cẩm, mai vàng nguyệt quế. Nơi đây là Tân Hòa Lai Vung, Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu của em là 0748 7769. Xin phép vào mã đầu tiên là cây kim quýt cổ cây lớn, mang mã số là 49. Tán ngang là 78. Cành đều. Con nói nhanh quá con cũng ngại, như để cho nhiều cây nhiều khi cái thời gian nó nhiều quá bà con coi cũng nhàm chán. Cái tai cành này 17. Kim quýt mà tai cành 17 là cũng to lắm rồi bà con. Cây này lâu năm lắm rồi. Cây này liền tích. Thẹo con xử lý đỏ hết, tới thịt đỏ hết. Hoành 28. Kể 27. Ở dưới này là củ, dưới này là 33. 33 vị trí này. Dáng thú giống như hai ghẻ bự. Ghẻ này là bằng cổ tay trơn à. Hai cái giò trước mà ghẻ bằng cổ tay là cây này lớn bà con ơi. Dáng thú trồng ở trong cái chậu quá lâu cho nên ghẻ nó cuốn nùi nùi trơn. Đường kính là 49. Mã số 49, giá 7 triệu, bao ship toàn quốc. Xin phép đổi cây. Mã số 50. Trang ta, trang xưa, trang lá chung, trang vàng. Cái lô này còn được 5 cây. Cao là 22. Hoành thân không đáng kể là 11 5 ly. Ở dưới này là 15. Quá cái cũ à. Cây nhỏ là cũ bự quá. 47. Con thấy mua cô lái này đẹp đẹp, mua cũ quá cũ. Mã số 50, trang vàng ta lá chung. Mã số 50 giá 1 triệu 2 bao ship toàn quốc. Mã số 53, kim quýt. Cao là 114. Tán ngang là 67. Cây này trồng trong chậu, ghẻ quắn quắn, nó cong cong hết. Sau này ông nhà dân thấy lâu lớn quá cho nên ổng xuống đất, chứ cây này tuổi đời nó già. Hoành 23. Quá cái cũ nè. Cũ này hết luôn rồi. 133. Cũ 133. Mấy ghẻ mà nó đen đen vậy, nó không ở trong nó đỏ hết trơn. Tại nó nắng. Mã số 51, giá 3 triệu gửi bao ship toàn quốc. Mã số 52, trang ta lá chung. Cao là 28. Hoành thân cái này bà con khó thấy, để con gắng cố gắng. 14 kể 13. Hoành thân này không đáng kể bà con ơi. Cũ này đặc quẹo. 47. Trang ta lá chung được 5 cây này, cũ thấy cũng hay hay. Mã số 52, giá 1 triệu 2 bao ship toàn quốc. Mã số 53, nguyệt quế. Cao là 73. Cái này kể hoành cũ rồi bà con ơi. Hoành thân thì đo gì vậy à. 37. Cũ là 37. 33 cũ 38. Kể hoành thân 35.
Nguyệt quế lá chung bông chùm. Cái này xiên hoa. Mã số 53. Giá 1 triệu 2 bao ship toàn quốc. Mã số 54, chan ta lá chung. Vô nước dây à. Cao 33. Hoành thân 12. Chỗ này nó sam sam nhưng mà nó tới thịt rồi. Cũ. Cũ 43. Mã số 54, giá 1 triệu 1 bao ship toàn quốc. Mã số 55. Mai chiêu thủy da đen. Cao là 130. Ở trên này nó có cái lỗ hối. Sam cứng. Nhà vườn em ở đây là Tân Hòa, Lai Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu của em là 0746877769. Cái này ông nhà dân ông uống theo kiểu gì còn cũng khó hiểu quá, thấy quái quái. Bốn mươi hai hoành thân. Cũ đặc điểm này là 64. Nơm xa. Nơm trên 2 tấc, kẻ 2 tấc. Mã số 55, giá 3 triệu 8 bao ship toàn quốc. Mã số 56. Chan ta lá chung. Cao là 29. Chan ta vàng lá chung, bông vàng. Hoành thân 14, kẻ 13. Cũ đặc. Đo kỹ quá sợ bà con coi lâu bà con ơi. 49. Mã số 56. Giá 1 triệu 2 bao ship toàn quốc. Mã số 57. Mai chiếu thủy, da đen lá lớn. Cao là 146. Eo vị trí này là 42. Cũ vị trí này là 92. Ở trên này có cái mặt nó xa rồi. Mã số 57. Giá 3 triệu 8 bao ship toàn quốc. Mã số 58. Trang vàng ta lá chung. Cao 30. Quá ế cũ rồi. Hoành thân 15. Cũ 47. Sam nhẹ. Sành hết trơn à. Mã số 58. Giá 1 triệu 2 bao ship toàn quốc. Mã số 59. Cây kim quýt này cây cũ. Cao từ lưng lên tới ngọn là 54. Mặt cắt.
Hành thân là 26. Cũ vị trí này là 32. Cái lưng này dài từ đây tới vị trí này là 41. Có vị sam đây, cứng à. Cứng à, xanh dờn hết. Xanh dờn hết. Ghế to này già quá già. Mã số 59. Giá 4 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 60. Ổi này là ổi ruby. Cao 100. Tay cành đều. Quạnh 25. Cũ điểm này là 37. Ở trên này nó nắng, ở dưới này xanh. Nó bị áp nắng. Ổi bà con về đâm một chi chích, bà con để cho cái lá nó già chồng. Ổi ruby. Ruột đỏ. Ổi ruby này cũng thịnh hành mà bây giờ nó cao giá, ổi nữ hoàng, nữ là ổi lê. Ăn trái nó hơi thơm nhẹ. Giòn. Ngon bà con ơi, ổi ruby. Mã số 60 giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 61 ổi ruby. Ổi nhiều nguyệt quế khi chưa có nhánh thở phan trồng liền theo kinh nghiệm của con. Để lá già già. Lá chỗ to to đặng nó quang hợp. Cao là 92. Nhánh đầm chi chích hết. Hoành thân 24. Cũ vị trí này là 32. Cũ như này còn bự nữa. Mã số 61. Giá 1 triệu mốt bao ship toàn quốc. Mã số 62. Ổi ruby có 3 cây. Cao là 85. Cây này thân lắc, cành đều. Nhánh thở đầm chi chích. Hoành 33, 32, hoành 32. Con lộn, xin lỗi. Cũ điểm này là 36. Nhánh thở chi chích. Cây này đẹp. Mã số 62. Giá 1 triệu 2 bao ship toàn quốc. Xin phép đổi cây. Dạ xin phép mã số 63. Kim quýt cổ. Quá thế cái này bự rồi bà con ơi. Cao á, là con từ ngọn trừ 5 cm. Xuống tới giờ dây đỏ là 215. Thì mình kể từ ngọn tới dây đỏ là 220. Cao 200 ngay. Đường kính là 116. Cây này nó quá nhiều tay à. Nhiều tay. Cây này nếu bà con về mượn thợ mà sắp cái xương này lại thì cây này nó giống như cây thông Noel đó. Sau này nó ra trái nó đỏ tư giống như cái đèn Noel luôn bà con ơi. Cây này cũng khủng khủng tầm trung. Không có lớn mà không có nhỏ. Cây này cũng tầm trung à. Bây giờ con đo cái tai bên đây đi. Tai bên đây 13. 13 là một tai nè. Một tai 13. Nhưng mà hai tai nó chậm lại nhiều. Mình kể một tai thôi. 13. Vị trí nó 13. Vị trí này là
26 5 ly. Vị trí này 37 nè. 37. Đế khá. Ghế lực. Ghế bự bự không à. Đường đến kính bầu là 49. Ngồi xuống này thấy cái cây này nếu mà cây mai vàng thì cũng 5-6 triệu rồi bà con ơi. Xin phép bà con cho con thổi giá kim quýt này lên tí xíu. Tại kim quýt thì bự về để kiếm khó lắm. Mua cũng cứng. Mã số 63 là giá là 13 triệu bao ship 200 km. Những cô bác miền Trung và miền Bắc xin phép cho con được thương lượng, xin phép đổi cây. Mã số 64 cao là 104. Tổng cũ của ba thân là 45. Đinh lăng mà cũ 45 này cũng to to à. Mã số 64 đinh lăng ngâm rượu làm thuốc được. Giá 1,1 triệu bao ship toàn quốc. Xin phép bà con cho mấy cây sao linh tinh nhỏ nhỏ này nè, nó cũng rẻ tiền con đi nhanh nhanh chứ để đi lâu quá bà con coi rồi còn làm công việc đó. Chứ không phải là con ẩu. Mấy cái nhỏ nhỏ sau này nó cũng không có nhiêu tiền. Đi nhanh nhanh đi. Cao 17. Cây kia là cao là 24. Cặp này khá. Hoành thân là 22 5 ly. Đế này khá đế. Còn cây này có ức giống như cái bánh cam. Đo cái củ bánh cam này đi. Là 30. Cặp mai vàng không thấy mặt bông. Mai vàng con bán theo giá 5 cánh. Mã số 65 giá 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Nhà vườn nơi đây của em là Tân Già Hòa Lai Dung Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 07 468 7769. Mai Chiêu Thủy Gia Đen Lá Lớn. Cao là 43. Hoành thân mình lấy chỗ này là 46. Vị trí này là 58 cũ 58. Mấy này sam trơn tại vì không có thời gian đục. Đục là xanh vậy. Mấy chỗ này. Công chữ xe thấy cũng có nét tí. Mã số 66. Giá 2,9 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 67 mai vàng cao 150 tới mặt đất 160, đầm nhánh nhỏ nụ chi chít. Hoành vị trí này 26 kẻ 25, cái rễ nó ngoái nó cong cong. Mã số 67 giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 68 cao của cây thấp là 30, hoành thân cây lớn là 23. Cây cũ có lá đầy đủ thì bà con trồng cũng rất yên tâm. Để nhẹ nhẹ mấy cây mai vàng này ra luôn bà con ơi. Con còn ship nữa. Giá cứng quá thì bà con mua cũng khó. Cặp mã số 68 này giá 600k bao ship toàn quốc.
số 69, 2 cây. Cao của cây cao là 112. Cây thấp là 56. Tạm gọi cái cục xù này đi. Tạm gọi nha bà con. 30. Eo này là 21. Đang lên. Mã số 69, 2 cây. Giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 70. Cao là 27. Hoành này là 44, hoành thân là 42. Chỗ này có cái lỗ hói sam. 44 kẻ hoành thân 42. Tại nãy còn đo nó xuống hơi kệ. Mã số 70 giá 600k bao ship toàn quốc. Nó cục nặng này bà con. Mã số 71. Mai chiêu thủy, cao là 35, hoành thân là 47. Mấy khúc chiêu thủy này con bán theo giá da xanh. Mai chiêu thủy da xanh, lá lớn, cổ già, cục cũng mấy chục ký bà con ơi. Mã số 71 giá 900k bao ship toàn quốc. Mã số 72, mai chiếu thủy da xanh đã lớn. Cao là 41. Hoành thân điểm này là 20. Chỗ này nó mẻ. Cái này xiên hoa lắm. Cây này của nhà dân trồng tự nhiên bỏ phế. Chứ cái tuổi thọ nó cao à. Về quấn xiếp và bà còn xiết nước là cái như là có bông luôn. Mã số 72, giá 600k bao ship toàn quốc. Mã số 73, đinh lăng. Đinh lăng cây dị thuốc, ngâm rượu được. Cái mình nó là từ đây tới đây là 33. Hoành thân vị trí này là 21. Dính liền, cái này dính liền hết. Cây này lên chậu bonsai thấy cũng ngộ ngộ. Dài 38. Dính liền. Này có rễ này có thể cắt bỏ cũng được, hay chừa cũng được. Mã số 73. Giá 900k bao ship toàn quốc. Bảy bốn. Cao vị trí này là 60. Tổng hoành của hai thân là 38. Tổng cũ là 88. Rễ đặc sệt. Bông đây, có những cái bông dài quá con cắt, tại vì nếu mà để cây dài quá xếp nó cũng bị dập. Cái này quấn xếp rồi xiết nước là về mãi là nội trong tháng ra bông luôn. Mã số 74 giá 1,4 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 75. Mai chiêu thủy da xanh đó lớn. Cao là 58. Đây mấy cái này là bông chi chít. Mấy cái lá ngoài xa xa có bông con cắt trơn rồi đang cho nó gọn, xếp nó dập trơn rồi nó mất sức.
hoành là 29. Cây này cũng liền lạc, nu nần cho nè, không có thẹo. Mã số 75, giá 700k bao ship toàn quốc. Dạ, mã số 76, cây cú liếp. Cao vị trí này là 30. Hoành vị trí này là 21. Cây nở cong cong. Già lắm, già bà con ơi, nó nhỏ chứ nó già lắm. Tại vì mấy ông dân ông mua một vài cây của lúc trước ông về ông trồng, ông bỏ phế. Mã số 76, giá 600k bao ship toàn quốc. Xin phép hết cây. Em rất cảm ơn kênh LTK Bonsai rất nhiều. Cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ em. Chân thành biết ơn. Kính chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn của anh Sang để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.